Samsung Galaxy O5 chỉ 2.750.000 đồng. Trong phân khúc giá khoảng 2 triệu đồng thì có vô số sự lựa chọn cho anh em. Tuy nhiên thì ở đây mình đã chọn ra được hai thiết bị tiêu biểu nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một bài speed test để xem là thiết bị nào sẽ mạnh mẽ hơn. Qua bài speed test vừa rồi thì anh em đều có thể thấy là Z3 Pro vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên thì nếu mà bạn là một người thích sử dụng iOS thì vẫn có thể chọn 5C để sử dụng. Còn cá nhân mình thì mình sẽ chọn chiếc Z3 Pro này và nó sẽ phục vụ tốt hơn cho mình. Còn các bạn thì sao? Sự lựa chọn của các bạn là gì? Hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu thấy video hay và ích thì hãy like và share để ủng hộ mình. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Mango TV để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.